Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý Thị trường về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam. Loài tôm càng đỏ không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại. Đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai ăn tạp, có sức sống chịu và thích nghi cao. Việc kinh doanh tiêu thụ loài này là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản. Bộ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về tác hại của loài tôm này. Khi phát hiện có phát tán trong môi trường phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt ngay lập tức.